Thưa quý vị, để đảm bảo giao thông thông suốt, đi lại thuận tiện, an toàn cho người dân trước, trong và sau dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đáng nhâm dần và lễ hội xuân năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giao thông Vận tải ra soát, khắc phục các điểm đen về tai nạn giao thông, hoàn thành công tác nâng cấp, sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông và các tuyến giao thông trọng điểm. Theo đó, Sở Giao thông vận tải tập trung kiểm tra điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, khắc phục kịp thời các đoạn đường bị hư hỏng, sạt lở do mưa lũ gây ra, ra soát bổ sung hệ thống báo hiệu giao thông, thiết bị cảnh báo phản quang tại các nút giao thông, các đoạn đường có độ dốc cao, bán kính công hẹp, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông các đơn vị thi công và bảo trì kết cấu hạ tầng tăng cường hướng dẫn bảo đảm giao thông có biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố về hạ tầng hoàn thành công tác nâng cấp sửa chữa bảo trì các tuyến giao thông trọng điểm trong đô thị và trả lại lòng đường phục vụ giao thông trước ngày 23 tháng 1 năm 2022 có phương án tổ chức điều tiết phân luồng giao thông bố trí lực lượng kịp thời giải tỏa khi xảy ra tai nạn, ủng tắc giao thông, công để phát sinh ủng tắc kéo dài nhất là trong ngày đầu và ngày cuối đợt nghỉ Tết trên các tuyến đường chính và khu vực tổ chức lễ hội xuân.